Vâng, xin kính chào quý bạn và quý vị. Hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn mọi người cách để jailbreak các thiết bị iOS chạy 14.6, cụ thể là iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X. Các thiết bị khác sẽ không được hỗ trợ. Chúng ta sẽ bắt đầu vào video. Đầu tiên thì mọi người cần chuẩn bị cho mình một chiếc USB 2.0 thay vì USB 3.0 mình đã thử nhưng mà nó không hoạt động nhé. Chúng ta sẽ chuẩn bị USB 2.0 có dung lượng là 1GB trở lên, còn USB 3.0 thì như mình thử thì là nó không được. Sau đó mọi người sẽ tải cho mình cái phần mềm Rufus và file chiếc cha này về nhé. Tiếp theo thì mọi người sẽ bật cái tường lửa lên cho mình, bật tường lửa bằng cách vào Network, ấn Properties, chọn Windows Defender Firewall, bấm vào biểu tượng On hoặc Off. Như ở đây là mình đã turn on hết rồi nhé. Còn nếu bạn nào đang turn off thì chúng ta sẽ turn on nó lên cho mình. Ok. Sau đó thì mọi người kiểm tra cho mình nhé, định dạng ổ cứng bằng cách ấn chuột phải vào Zip PC và chọn Manager. Vào phần Disk Management, tìm đến cho mình cái ổ cứng mà cài Win của mọi người. Như ví dụ như ở đây của mình là ổ 256 SSD. Ấn chuột phải chọn Properties và vào Volume. Đây mọi người nhìn ở đây của mình là chuẩn ổ cứng là chuẩn GPT. Sẽ có những người chạy MBR thì mọi người nhớ cho mình cái này. Được rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ cắm USB 2.0 vào cổng USB 2.0. Nhớ là cắm USB 2.0 vào cổng 2.0 nhé. Rồi mọi người mở cái phần mềm Jeffers lên cho mình, ấn chuột phải chọn Run as Administrator và chọn vào mục Non Bootable và chọn GPT. Đây cái mục này nếu máy của bạn là MBR các bạn chọn MBR, còn của mình là GPT mình sẽ chọn GPT và ấn Start, ấn OK. Rồi sau khi xong thì các bạn ấn Close. Quay trở lại Zip PC này. Phần thẻ nhớ của chúng ta ấn chuột phải chọn Format, Start, OK. Xong. Rồi quay trở lại cái thư mục Jeffers, ấn chuột phải chọn Run as Administrator. Chọn đường dẫn đến cái file chia cha, ấn Open, chọn GPT nếu của bạn là GPT. Con này chúng ta sẽ để mặc định. Rồi ấn Start. Tích sẵn vào biểu tượng được khuyến cáo nhé. OK. OK, chờ đợi cho quá trình burn USB hoàn tất. Như vậy là đã hoàn thành quá trình burn USB. Bây giờ chúng ta sẽ ấn Close và tiến hành Restart Computer. Khi máy tính đã khởi động lại, trong quá trình máy tính hiện lên thì chúng ta sẽ ấn phím Menu Boot. Menu Boot của từng máy thì nó tùy thuộc vào mỗi máy khác nhau. Ví dụ như của mình đang dùng main của MSI thì là phím F12. Thường thường các máy thì cũng sẽ là phím F12. Các bạn sẽ tra cái này trên Google. Sau khi chúng ta chọn được phím menu boot rồi thì chúng ta sẽ chọn cái USB của chúng ta. Như của mình ở đây là USB 8GB 2.0. Nhớ mọi người phải cắm vào cổng USB 2.0 thì máy tính mới nhận nhé. Phần này chúng ta sẽ nhấn Enter để vào phần Option. Sau khi vào Option rồi các bạn tích chọn cho mình dòng thứ nhất, dòng thứ ba và cái dòng Skip All đấy. Kéo xuống nút Back và ấn Enter để trở lại. Lúc này chúng ta sẽ tiến hành cắm iPhone vào cáp và cắm vào máy tính. Sau đó chọn tin cậy ở trên điện thoại để cho máy tính nhận điện thoại. Sau đó chúng ta chuyển sang thẻ Start và ấn Enter. OK. Next. Lúc này thì trên iPhone sẽ chuyển sang chế độ boot. Sau đó chúng ta tiến hành ấn Start.
và tiếp tục giữ nút nguồn và phím home. Sau 4 giây thì chúng ta sẽ nhả phím nguồn ra và tiếp tục giữ nút home. Đối với các đời iPhone không có nút home cứng thì chúng ta sẽ sử dụng phím nguồn và phím giảm âm lượng. Nếu không được, chúng ta sẽ chọn retry để làm lại. Ấn giữ phím nguồn và phím home. Sau 4 giây thì chúng ta nhả phím nguồn nhưng vẫn giữ phím home. Và sau 10 giây thì nhả phím home. Và như vậy là thành công. Như vậy đã khởi động xong. Bây giờ máy tính mọi người có thể tắt được rồi. Và chúng ta có thể rút cáp ra được rồi. Chờ một lúc thì phần mềm check tra sẽ được cài trên chiếc iPhone của chúng ta. Vâng, như vậy là phần mềm check tra đã được cài trên chiếc iPhone SE 2016 của mình. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở phần mềm check tra. Sau đó chọn CDA và chọn Install CDA. Nếu các bạn có mạng 4G thì nó sẽ cài đặt cái CDA này nhanh hơn. Còn nếu sử dụng Wi-Fi thì hay như dạo này cá mập nó cắn cáp cho nên là sẽ đợi rất là lâu, khoảng 5 phút. Và sau khoảng hơn 5 phút chờ đợi thì cuối cùng cái CD của mình cũng được cài đặt thành công. Bây giờ mình hoàn toàn có thể thêm nguồn để cài các cái trick mong muốn của mình. Vâng, đây là bài trên tay nhanh hướng dẫn cách mọi người jailbreak iOS 14.6 trên các thiết bị iPhone từ iPhone SE 2016 lên đến iPhone X. Ngoài ra các thiết bị khác thì vẫn chưa được hỗ trợ. Vâng, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hy vọng là clip giúp ích được đến mọi người. Chúc mọi người cài đặt thành công. Thực ra mình không có nhu cầu jailbreak iPhone, chẳng qua là chỉ làm clip để hướng dẫn cho mọi người thôi. Bây giờ không biết làm là để xóa được cái jailbreak này đây. Chắc phải cập nhật firmware mới.